Israel tuyên bố có chiến tranh, tình hình người Việt tại đây ra sao? Ngày 7 tháng 10, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, xung đột giữa Israel và các vùng lãnh thổ Palestine trong những ngày qua diễn biến phức tạp, bạo lực đã khiến hàng trăm người thương vong. Trước tình hình đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, bao gồm đăng thông báo lên trang mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán, khuyến cáo hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, cung cấp thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán cũng cử cán bộ túc trực, giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Israel để tiếp tục cập nhật thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn để cùng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam, bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch Việt Nam vẫn an toàn. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại cộng 972-50-818-6116 và cộng 972-52-727-4248 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại cộng 84-981-8484-84.